vào trong coca mà ngồi sofa hô la tiếng alo cậu cả. Ai là cậu cả vậy? Ui, nhưng mà tóc màu đen của tôi được không anh em ha? Khoa về Vin ha. Về Vin cái nhìn nó sáng sủa, nhìn nó trưởng thành liền á chứ. Từ từ nhá, bây giờ tôi cho anh em, tôi công bố ai là người trúng giải nha. Nó công bố trúng giải anh em ạ. Từ từ, anh Xuân Anh đâu ta? Em chào anh Bô này, Sơn anh Rai. Bô đẹp trai quá. Cảm ơn Sơn Rai, đây, có anh Xuân Anh có tổng hợp lại cho tôi rồi. Cái gì mà cơ cấu anh em, Khoa nói được, Khoa đọc được chứ. Tóc comment, 724 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 một dọc 724 ở đây luôn. Đó, nhưng mà theo là cái thời gian mà chính xác nhất là đây 16:05:34 là thời gian mà chính xác nhất là ông Quy Vũ bú nha chưa. Ông Quy Vũ này là bú rồi, còn mấy ông còn lại cũng 724 nhưng mà cái thời gian nó trễ hơn. Còn này là comment chính xác nhất và thời gian nhanh nhất. Ui, ông này mới cay nè, ông Kim Đình Cường này mới cay nè, 16:05:39 phải cà bìu. Nà, check thử coi, check Facebook của bạn này thử coi, link Facebook Huy Vũ à, đây à. Rồi, chưa follow Facebook tôi rồi không trao thưởng ha. Tôi đến thối lắm, ai mà follow Facebook tôi mới trao giải cho. Chưa follow Facebook Khoa rồi ha. Bạn không thể nhắn tin cho tài khoản này ơ kìa. Ơ kìa. Quê Là sao nhờ? Chê đúng không? Hay là phải kết bạn mới nhắn tin được ta? Chưa, từ anh em ơi, để kêu anh Xuân Anh. Để kêu anh Xuân Anh. Anh trai, anh liên hệ bạn Huy Vũ, gửi lấy thông tin địa chỉ nhà cho em với số điện thoại để em đăng lên group nợ xấu. Can mà mày cháy thế giờ. Thôi ha, chị buồn anh em á. Rất nhiều anh em comment số 724 40 người lận. Nhưng mà rất tiếc, quà thì chỉ có một quà thôi anh em à. Quà chỉ có đúng một cái iPad thôi. Đấy nên là thôi, nhường lại cho bạn Huy Vũ nha. Bạn Huy Vũ là bạn comment sớm nhất nè, 16:05:34 ấy. Chúc mừng bạn Huy Vũ. À, yes sir. Không sao anh em ơi, đừng buồn nha. Không có gì phải buồn hết, đúng không? Hôm nay là thứ 6 rồi đúng không? Ngày mai là trừ thứ 7, chủ nhật tôi get quay cho anh em con xe nha. Con xe của thằng Boy trị giá dưới 500.000 đồng. Tại vì đồ chơi của thằng Boy nó nhiều quá, nó không chơi nè. Con này hơi thừa rồi, tôi làm get quay cho anh em luôn nha. Anh em lấy con này về tặng cho con cháu cũng được á chứ. Chê á, gì chê, giờ vẫn chơi hoài. Không có cái này mà chơi. Quái là bèo nữa. Có nạp tiền vào để tặng idol không nhờ? Ai giời, idol mới nha anh em, idol mới nha. Idol Nimoso. Tặng idol anh em ơi. Thích Kim Cương tặng idol nha. Đấy rồi. Ây, yo what's up, hello em, hello mọi người. Chớp mọi người một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Hello anh em, hello mọi người. Tôi đi đá bóng cho nên là hôm nay tôi stream hơi bị muộn một tí. Đấy thì có gì anh em thông cảm cho tôi nhá. Hôm nay là ngày gì mà tự nhiên yêu đời thế nhở? Ngày gì nhở các bạn nhở? Ngày 17 tháng 3 các bạn ơi. Con mẹ mày đẹp rồi. Ngày 16 tháng 3 mẹ thề, hôm qua đi chụp ảnh tim mẹ vui vãi bìu ra. Đấy xong rồi về định sớm stream với bạn thân yêu cơ, tưởng xong sớm cơ. Nhưng mà thề đéo nào. Đấy tự nhiên tôi Con mẹ mày đẹp rồi. Có một áo crop top rồi, đấy. Đấy nhá, nhẽ ra nhá, theo như đúng luật nhá là tôi có thể xử kèo được. Nhưng mà thôi, bạn tôi vẫn giữ chữ tín nhá. Đấy, con mẹ mày, là luật là có thể được sửa nhá. Đấy là tôi chỉ mặc khoảng 1 tiếng thôi. Đằng nào thì tôi cũng có mượn áo rồi, các bạn đợi tôi một tí. Đây rồi. Đấy thế nhờ. Mẹ mà son môi đâu. Nhưng mà áo Betty ấy, mặc thế đéo là được, thề. Mà tự nhiên tôi muốn mặc ấy nhờ. Tôi thua kèo mà tôi vẫn muốn mặc luôn á. Tôi muốn sống thật với giới tính của tôi. Đứng dậy.
Bạn xong sờ cho bọn em xem đi anh. Con mẹ. Sao chị chi người không to bằng người tôi nhở? Đứng dậy đi gã gã. Đứng dậy đây. Bạn xong múc bắt đầu liền thề. Đứng dậy sâu đây gã. Bạn cho anh ngực của con bị kiểu bò bò cơ. Bạn khó chịu quá. Đứng dậy đây. Bà cay quá. Kiểu đứng dậy em ơi. Thôi nào đứng dậy đâu bố đâu. Đứng dậy sao mà chơi game được. Mà đứng dậy một lần cho anh em nhìn nhớ. Đứng dậy không chơi game được các bạn ơi. Tôi chỉ ngồi được thôi. Mà đứng dậy một lần thôi. Mình dầm múc gục mặt cười. Một lần nhưng thôi. Mà thôi. Vì anh em đây nhá. Em tuyệt vời lắm. Yêu em. Mỏi lưng quá. Chắc là phải đứng dậy người một cái nhở. Đứng lên xoay một vòng như anh. Con trông giống mấy thằng biến thái bên Nhật quá à. Đề các bạn thằng Tài hôm nay có ấy kèo không đấy. Tài kia hôm nay có ấy kèo không các bạn hay nó sủi rồi. Con mẹ mày thề. Bấp rập. Em bắn tùm lum rồi. Làm gì đáng yêu đi anh. Làm gì đáng yêu đi anh á. Dâm dêm tí uầy. Bạn này fake em đép của tôi này. Em đép của tôi là phải 999 kim cương đổ lên. Son môi đâu. Bao giờ có chuyện mạng 90. Mà em là cá kèo. Son môi đâu. Anh em nữa. Đấy hai thằng này chắc là chơi với nhau. Hai ngày chơi với nhau xong rồi thông đồng với nhau này. Đấy xong rồi chat để mạng son môi tôi. Chứ mạng riêng em tôi với là thằng bạn tôi nhá. Son môi. Mà một khi ăn chat kim cương donate là phải son môi. Son môi. Mẹ bắt thêm cả một thằng chat đéo donate kim cương này. Tui tembo này fake 43 luôn. Ban con cặc ban mày tao. Còn là son không có các bạn ơi. Còn mà nó không son đâu. Mày tè. Làm gì có chị em phụ nữ nào mà không sơn môi nha mấy ông. Mèo 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 mèo. Có bà bung đi quá cà. Có bà mày cứu luôn. Xô đi em. Cày thế nhở. Đấy. Con mày em anh em tin đê chưa. Anh em tin nó đê chưa. Nó được sống thật với Tú. Nó nói nó rất là vui đó. Mày thấy không. Nó cười. Nó cười kìa. Thế là cái tin mà bạn nhiếm nó đê là thật. Mẹ thề kinh quá liền. Thôi các bạn nha. Như thế là đủ vui rồi. Đấy, tôi lại trở lại với con người thật bình thường của tôi thôi. Nhiếm công chúa đấy chứ. Uầy. Nhớ công nhận áo này chật thật. Còn đéo hiểu sao nhá. Mà phải trả bó mắt được nghe đâu. Đấy nhưng mà hôm nay stream nhá. Đấy đến cả thằng em tôi. Đấy với cả thằng bạn tôi kiểu thỉnh thoảng nó cũng chỉ được xem stream thôi mà nó còn biết. Nó còn bảo tôi là mẹ hôm nay có chơi kèo không. Hay là sủi các thứ này nọ. Rồi. Mà ngày mai tôi cắt cái livestream này nha. Tôi chạy trên top, tôi chạy quảng cáo. Còn trên fanpage của tôi đăng lên, tôi chạy quảng cáo luôn. Rồi tôi YouTube tôi cũng chạy quảng cáo shop luôn. Mà tôi chạy quảng cáo khắp cái Việt Nam là thấy. Lùng của tôi. Mày chết mẹ mày cái tao. Đấy còn những lúc như này lại quan tâm này đéo hiểu. Tao chạy quảng cáo. Quảng cáo mạnh lên chứ marketing luôn. Tao ai? Bây giờ em mới cần nè. Em mới cần những anh em nhà báo nè. Anh em cao thủ đâu nha. Anh em bet cao thủ đâu. Anh em biết VN đâu. Anh em game ga đâu. Viết cho em một cái bài báo là nhiếm lần đầu tiên Cam Mau. Nói chung là ghi cái giật tiết báo đi cho em nha. Giật tiết vào bảo nhiếm nó Cam Mau trên stream. Nhà báo đâu. Em cần các anh. Mương 14 đâu. Xong rồi. Thế anh đâu. Đéo được sao chơi kiểu này Tài ơi. Tại sao lúc đấy mày đéo cản tao. Mày bạn bè của đéo gì ơi. Giật tiếp cho em. Giật tiếp cho em nha. Rồi ai chịu trách nhiệm bị phốt. Cơm đéo muốn ăn. Thì nhiệm nó chịu. Đúng rồi anh em không để cái bụng này chèm được. Nè anh em nè tôi vẽ cho anh em luôn. Anh em nha viết cho tôi một bài báo. Nè viết như thế này nha. Sau khoảng thời gian 3 năm thì bây giờ streamer nhiếm đã come out giới tính thật. Bấm vào bài viết để xem thêm. Đấy, vậy sao?
cho mẹ mày kinh với là luôn đi. Không để chỗ này chìm nha anh em. có tôi quen á. Đây mà là áo dây có phải đẹp hơn không? Có một lần nó nói với tôi là nó không còn cảm giác với phụ nữ nữa anh em. Phải. Mà lúc đó nó say, lúc đó nó say rồi. Mà tôi đéo biết là nó nói thật hay nó nói giỡn. Nó biết là nó nói thật hay nó giỡn. Thật thật giỡn giỡn, giả giả thật thật á. Ê, uy tín rồi. Tin chuẩn. Cam xuống tí em ơi, cam cố định rồi em ơi, không xuống được, trời ơi. Nó chỉ như thế này được. Sâu đi em. Nó bị cố định ở cái chỗ này rồi, nó không xuống được em ạ. Cái áo ba lô, áo bình thường thôi. Nhưng mà thật ra là cái người mà phát hiện đầu tiên á, cái người mà phát hiện đầu tiên là anh Độ. Tại vì trong một lần đi ăn ở bên Busan Hàn Quốc thì anh Độ nhìn cái cử chỉ của Hồng Nhiếm, xong rồi gom lại tất cả tình tiết mà đó giờ xảy ra trong phim nữa là anh Độ phát hiện ra trước. Thế ông anh Độ nói cho anh em tôi nghe. Đấy, chứ tôi là chỉ là kích quơ cho nó lên thôi ha, giống như là tôi là một người đẩy cái vụ này nó lên một cái tầm cao mới thôi. Đó. Thế. Cảm ơn mọi người nhá. Anh Độ. Thiệt mà, uy tín. Có anh em hỏi anh Độ thôi. Anh em nói cái gì đây? Không đọc được, trời ơi kìa. Vừa đây hình như là có ai donate kim cương cái gì ấy nhỉ? Tôi không đọc được, bạn chơi nhanh quá. Bùi son. Các bạn đùi sao? Mà tôi chắc nếu mất chữ vậy. Khi mà tôi thua kèo, đấy sau anh em mới thêm vào. Hay là cái kèo bôi son là nó có ngay từ đầu. Nó bạn đùi sao ta? Có anh em nào... Con mày à mày, bạn chữ cái tôi không? Đấy anh em nào vì công lý anh em xem lại của tôi phát. Check vào tôi phát, mạng từ đầu luôn á. Có. Check luôn. Có, mà tôi bảo là son môi mà áo crop top đàng hoàng. Thôi được rồi, để tôi lên hỏi thử. Crop top nghe hợp lý đấy. Rồi, chốt. Crop top nhưng mà phải gọi là son môi nữa thì ok. Mày tháo crop top nó bình thường lắm. Mà em à, tổ trọng tài vô xem pha liền. Ha, bay ra đây, không nói nhiều. Đây, còn cái son nữa đây mà còn son môi nữa, em son môi nó. Đù má, ngày xưa tôi qua nhà nó, tôi ngồi vô cái bàn máy tính của nó, tôi tưởng đâu là cái tiệm tạp hóa không phải cha. Tôi tưởng đâu là cái tiệm tạp hóa gọi là cái tạp hóa mini. Tưởng nó tiệm tạp hóa mini trên cái nhà nó không có chứ. À, giờ nhìn nó ngăn nắp hơn rồi đấy. Khác gì tôi á, đúng rồi. Nhưng mà anh, tôi được cái là vợ dọn cho. Bà còn nhớ mới đéo ai dọn. Người ta nhớ không? Đâu rồi nhờ, hình như có son môi. Có son môi. Có xong rồi anh em ơi. Tặng máy bay cho bạn nữ đi ha. Anh em thấy idol này sao nãy giờ idol này. Kêu Nhiếm nó hát nữa anh em à. Kêu Nhiếm nó hát nữa. Mấy giống idol. Múp à. Múp thì được rồi. Nói chung là múp rồi cũng được rồi. Như vô kèo mặc váy thì không ai dí giờ. Tại vì em biết sao không Hữu Hảo. Tại vì mà tôi là một thằng tôi làm rồi. Với lại là mà nếu có gì á, tôi có vợ rồi làm cũng chả sao. Mà thằng Nhiếm này nó độc thân. Với lại là thằng này nó ghét ai chiêu nó đê lắm. Nên là mấy ông á mới tò mò mới hóng. Chứ ngày xưa tôi làm tôi con gái luôn, tôi live stream luôn mà. Nên là người ta không có tò mò. Ta kiểu quá bình thường á mấy ông. Đúng không? Kiểu nó quá bình thường á. Còn Nhiếm là nó thua, còn tôi là tôi tự nguyện mà tôi làm gái rồi thì đó có gì đâu. Tới rồi. Tới rồi anh em ơi. Tới rồi. Sạch điệu đó nha. Sạch điệu. Đâu giờ.
chưa? Tôi để bên đánh son đâu các bạn ạ. Có tác giả để tôi gọi cho. Em đang bạn chim rồi. Để tôi gọi cho mình. Để tôi gọi cho mình. Bắn tùm lum. Hôm sau một hôm thôi, không sao hết. Bàn tùm luôn dây âm mắt. Hello, em nhím hả? Alo. Alo. Lục CEO. À, anh thấy em có để contact là cái gì mà trên bánh mì chấm US gì nè, đúng không em? Không em ơi, em nhầm máy rồi. Đâu có đâu, anh thấy em để gì 2 triệu shop gì nè. Không, nhím máy rồi. Không phải anh ơi. Không phải hả? Không, xin lỗi ha. Không phải anh ơi. Vâng. Dạ vâng. Vâng. Mẹ. Biết kiểu gì nhở? Ôi, bây giờ mấy bạn uống cái cốc gì trong bán liền nữa nhở? Bạn muốn uống nước thì uống nhở, chỉ có người yêu chưa? Mày nó uống cái cốc gì giống cái cốc? Cốc phải liền nhờ, cái cốc có nguy hiểm ác nhờ. Chả nhìn mình chua lại cho tao. Không, hôm nay bạn nhờ máy rồi, mình đã stream. Mình đang làm việc. Anh ơi, bọn nó phá trêu em đấy, em đang làm việc mất rồi. Không có, em có không bị phá máy, người ta đăng số em đấy. Mày nó đánh phấn không mà cái mặt nó trắng thế nhờ. Hát bài đi rồi đi nào. Bảo nó hát bài. Ôi. Đi là bôi son vào trong chị mặt Linh kiểu hồng hào lên đấy chứ nhở? Bọn em với hả? Đúng không? Ừ, tô son lên nhìn nó đẹp trai thật anh em nhở? Đúng. Trông nó kiểu xinh trai hơn thì phải. Chết mẹ rồi, con thấy chưa? Thích bôi son rồi anh em. À, thì ra tôi hiểu, vì sao là chị em phụ nữ thích bôi son rồi. Trời ơi, đúng là mình không thử bôi là mình không biết được. Thôi xong rồi. Khoái luôn. Cảm ơn Nê Tát nha, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em, Leonay nha, cảm ơn em. Mẹ, mày ai nữa? Hello. Có mặt có nhăn xấu quá cả liền. Đã đúng số em rồi nhưng mà em không đi khách anh ơi. Trừ một hôm mi. Em đang làm việc, nha anh ơi, bọn nó phá trêu em đấy. Mặc mặc vâng. Mặc trong cái mấy cái liền được. Tài. Thằng Tài. Các bạn ơi, còn thằng Tài nữa. Còn thằng Tài hình như là nó chưa thực hiện kèo hay sao ấy. Ui, con Kim kìa. Tài, có gì khi nào nó on stream thì anh em qua kênh nó nhá. Wow. Sản thế hai đứa mày có làm em. Gì không? Uầy, bắt được ông nào fake nick thầy tôi này. Anh nhìn với bé Bo hay ngủ chung. Ờ, khách sạn thế hai đứa mày có làm gì không? Bây giờ thôi. Ok, bên này cũng có chim nữa hả? Anh đâu có làm ai đồ đâu. Anh cảm ơn Vịt. Cảm ơn Vịt, cảm ơn em. Thầy tôi mà anh không phải là ai đồ Vịt ơi. Anh không phải là ai đồ. Cảm ơn Vịt, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em, đội ơn em. Rồi. Tự nhiên nhìn người yêu cũ tôi kiểu là hôm nay thân xác hoàn toàn như thế này tôi thấy buồn buồn sao nhờ. Mà tự nhiên ngược đó. Thấy không? Người yêu cũ tôi má tự nhiên son môi xong rồi chết luôn rồi. Ảo thì đấy. Hát đi anh á. Bài gì các bạn muốn bài gì? Ở đây rồi, Bài gì nhờ? Em yêu chị. Chà ra, mất chà ra. À, thằng bạn em nó bao bóng năm thì giờ đến giờ nó cam mau thôi, đâu có gì đâu anh bạn. Trời. Anh lên xem cái diện mạo mới của em anh ấy chứ nhỉ. Sống thật đi, tính nó thôi. Đủ người chơi dịch không ta? Lồn đủ người chơi dịch. Alo, ai làm cam mau không đợi. Năm lốp sâu bú này thề mà áo này mẹ. Bái cà mì. Mày kéo tí mắt là hổ bú luôn này, thề. Mẹ mà tao xin mày. Leo đây. Nữa. Phải thả mục cũ.